Biến căn giữa đêm, bà xã bất ngờ dính tin đồn lộ liếp Khắc Việt dập lại kẻ vu khống cực gắt. Khắc Việt lên tiếng đính chính thay cho vợ và thẳng thắn tố cáo kẻ đã lợi dụng hình ảnh vợ anh nhằm mục đích xấu. Vào đêm qua, một tài khoản trên mạng xã hội đã lợi dụng hình ảnh của DJ Thanh Thảo để mang ra câu like gây bức xúc. Mới đây, nữ DJ Thảo Baby, vợ của nam ca sĩ Khắc Việt, bất ngờ gây xôn xao khắp cộng đồng mạng khi dính phải tin đồn lộ liếp. Cụ thể, một tài khoản Facebook đã chụp ảnh từ một clip nhạy cảm và sau đó một mực khẳng định Thảo Baby, bà xã Khắc Việt là nhân vật chính của clip. Bài đăng lập tức gây bão, thu hút đông đảo lượt theo dõi và bàn tán khắp cộng đồng mạng. Ngay sau khi biết được thông tin, Khắc Việt đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Anh thẳng thắn đăng đàn chỉ trích, điểm mặt chỉ tên chính kẻ vu khống vợ anh lên trang cá nhân và vô cùng bức xúc cho biết nếu không vướng lịch công tác nước ngoài sẽ tới tận nhà người này làm rõ mọi chuyện. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, khán giả liên tục gửi lời động viên và mong anh cố giữ bình tĩnh để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, chủ tài khoản Facebook trên đã có động thái ăn năn, xóa bài đăng và gửi lời xin lỗi tới Khắc Việt. Em chủ động gọi anh xin tha, anh tha cho em. Xin nói tất cả những thằng bất chấp danh dự người khác để câu like. Cái tay nhanh hơn cái não, hãy tự làm bản thân mình nổi tiếng đi, đừng lấy người khác ra làm bàn đạp. Ai đang share và thấy clip, xin đính chính không phải vợ tôi. Xin cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền mọi người, Khắc Việt chia sẻ. Khắc Việt vô cùng bức xúc, thẳng thắn đăng đàn tố cáo người đã vu khống vợ anh lên trang cá nhân và cho biết sẽ không để yên mọi chuyện. Giọng ca yêu mà cũng thay mặt vợ đính chính, cô không phải là nhân vật trong clip nhạy cảm đang gây xôn xao, mà tất cả chỉ là tin đồn nhằm mục đích xấu.